Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, sáng qua ngày 22 tháng 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình trồng mới 6.500 cây phòng hộ ven biển tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tại lễ phát động, lực lượng của các đơn vị đã trồng 6.500 cây xanh, trong đó có 5.000 cây phi lao chắn sóng, 1.500 cây sao đen, Chương trình trồng cây phòng hộ ven biển không chỉ có phần tạo lá chắn xanh nhằm chắn sóng chắn gió, hạn chế sạt lở bờ biển mà còn hỗ trợ làm giảm các tác động tiêu cực của chiều cường, lũ lụt đến đời sống nhân dân ven biển miền Trung. Năm 2017, thì hàng trăm hộ dân ở huyện Trậm Mới, tỉnh Bắc Cạn ký hợp đồng với công ty cổ phần Woodland Việt Nam thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC trên diện tích hơn 920 ha rừng trồng cây keo. Theo cam kết, khi đến kỳ thu hoạch thì công ty sẽ thu mua, chế biến xuất khẩu sang châu Âu. Tuy nhiên đến nay thì sau 4 năm, công ty cổ phần Woodland Việt Nam đã từ chối thu mua, gây thiệt hại lớn cho người dân. Rừng keo đã đến tuổi khai thác, nhưng ông Thắng rất lo lắng khi doanh nghiệp không đến thu mua. Hơn 4 hecta rừng trồng theo chứng chỉ FSC, kỳ vọng sẽ tăng thêm thu nhập, nhưng giờ đây trở thành nỗi thất vọng. Ờ, vẫn bán trên thị trường tự do, còn trước kia đang đăng ký và thực hiện theo cái chương trình FSC của tỉnh, ấy, của huyện mình ấy, thì là cũng chưa có các nhà doanh nghiệp cũng chưa đến thu mua. Tỉnh Bắc Cạn hiện có hơn 900 ha rừng keo tại các xã Cao Kỳ, Nông Hạ, Hòa Mục của huyện Trợ Mới đạt chứng chỉ FSC, gỗ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu. Theo cam kết, gỗ đạt chứng chỉ FSC sẽ có giá cao hơn 15% so với gỗ cùng loại trên thị trường. Tuy nhiên đến nay, công ty cổ phần Woodland Việt Nam không thu mua gỗ cho người dân. Nếu mà không bán cho công ty Woodland thì chúng tôi là vẫn bán ra ngoài được. Và tuy nhiên nếu bán được công ty Woodland thì chúng tôi là bà con sẽ được thêm mới khoản thu nhập theo cái cam kết của đối với công ty với lại các bà con nhân dân của địa phương xã ký hợp đồng rồi. Mà hiện nay nếu mà công ty không thu mua thì bên nào là bên phá vỡ hợp đồng theo cái cam kết hợp đồng của giữa công ty với lại địa phương. Sau khi công ty cổ phần Woodland Việt Nam có văn bản không tiếp tục thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo ngành chức năng liên hệ ký văn bản thỏa thuận với một công ty trong nước nhận chuyển giao lại số diện tích rừng FSC này xuất bán gỗ cho một công ty Thụy Điển để xuất khẩu vào châu Âu tỉnh đã tìm một cái công ty mới và công ty này thì họ đồng ý và đã ký cái ký kết với lại sở nông nghiệp để tiếp tục thực hiện cho cái họ sẽ chịu toàn bộ cái chi phí cho đánh giá cái tiếp tục đánh giá cái năm thứ hai thế và họ cũng tiếp tục thực hiện cái cam kết mua sản phẩm uh, như cái ký kết hợp đồng của cái công ty ban đầu. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 cùng với thủ tục pháp lý nhận chuyển giao còn vướng mắc nên cho đến nay vẫn chưa thực hiện được và hàng trăm hộ dân vẫn mỏi mòn chờ đợi bán cho công ty thì không được bán cho thương lái thì bị ép giá chịu nhiều thiệt thòi so với công sức tiền bạc bỏ ra để trồng rừng theo chứng chỉ FSC do sâu bệnh và các yếu tố bất lợi của thời tiết nên là những năm gần đây thì hàng hàng nghìn hecta cam ở nghệ an đã bị thoái hóa năng suất thấp và chất lượng quả kém mặc dù là người dân đã tìm nhiều cách nhưng không thể cứu vãn thậm chí là những diện tích trồng mới cũng nhanh chóng bị nhiễm bệnh Chính vì vậy hiện nay thì nhiều hộ trồng cam ở Nghệ An đã phải chuyển đổi sang trồng cây khác để cải tạo lại đất. Xót ra vì phải chặt bỏ vườn cam đã đầu tư cả tỷ đồng, nhưng vợ chồng chị Thái Thị Phượng vẫn phải quyết định chuyển đổi. Bởi gần 3 năm nay, một hecta cam của gia đình chị không cho thu hoạch, đa phần cây bị vàng lá, lụi tàn dần. Trong mới có một nắm hân của vang, vang rồi là hân là từ chạy thì ra quả, hân tròn, cái quả mà này hân mèo mỏ nói chung hân bị bình mà thôi giờ dưới đất ấy, chứ trông phải là cái cây bị bệnh mất cá mong hiệu quả ấy, như dầm tránh cái quỷ thế ổi thì chứ cây mà hợp thì thì làm được Tại xã Minh Hợp, một trong những địa bàn trồng cam lớn nhất của huyện Quỳ Hợp, có hơn 1.700 hecta cam đang phải đối mặt với tình trạng thoái hóa. Việc chuyển đổi cây trồng cũng là giải pháp đang được địa phương đẩy mạnh. Xã Minh Hợp cũng đã có một cái nghị quyết là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với các cái vùng cung đất để phù hợp với từng loài cây. Vận động ba con nhân dân là trong một số cái loài cây để cải tạo đất để làm như thế nào đó để mà khí cái chất đất ổn định thì lúc đó mới mới trong cái cám là diện tích không cho thu hoạch hoặc không hiệu quả thì bà con nên tức là luân canh cây trồng khác đặc biệt có thể luân canh cây trồng ngắn ngày à, trong một vài vụ trong những năm tới trước khi mà chuyển sang tức là khôi phục lại cái diện tích cam. Việc chuyển đổi cây trồng ở những diện tích cam bị thoái hóa là giải pháp trước mắt để phát triển trồng cam an toàn, không thể mạnh ai nấy làm vì trong một vùng nếu trồng lẫn giống cam sạch với cam bị nhiễm bệnh thì cũng sẽ bị lây lan. Do đó cần có sự quan tâm và cuộc của chính quyền, ngành nông nghiệp và các hộ trồng cam để có những vườn cam sạch bệnh, an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.